Xin chào các bạn. Vào tối ngày 12 tháng 5 năm 2022 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại thủ đô Washington DC, Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Mỹ và các vấn đề trong khu vực cũng như quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Joe Biden về những thành tựu đã đạt được trong 14 tháng cầm quyền đầu tiên của chính quyền Joe Biden. Tổng thống Joe Biden cho biết dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát hoàn toàn ở Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất còn hơn 3,6%. Chính phủ Mỹ đã giúp tạo ra hơn 9,8 triệu việc làm và mức lương trung bình tăng 5,5%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Mỹ là một mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam và hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực. Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Mỹ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ với tư cách là một nước phát triển hàng đầu rất mong muốn hợp tác hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển hơn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế, thương mại, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh, Tổng thống Joe Biden cho biết, chính quyền của ông đã vận động Quốc hội Mỹ phân bổ 21 tỷ đô la để tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia trên thế giới về vaccine, thuốc chữa COVID-19, trang thiết bị y tế cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh phát sinh trong tương lai. Không chỉ vì lợi ích của Mỹ mà còn vì lợi ích của các nước bạn bè, đối tác, cộng đồng quốc tế và toàn thế giới. Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ nỗ lực hết sức để có thể tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam và các nước trong khu vực trong lĩnh vực này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí cho rằng các vấn đề biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác là những vấn đề toàn cầu. Do đó các nước cần có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết để chung tay giải quyết những vấn đề này. Thủ tướng mong muốn Mỹ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng bền vững. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Joe Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên. Kính thưa các bạn, như vậy là Thủ tướng của chúng ta đã có cuộc gặp thân mật nồng ấm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chúng ta kỳ vọng điều đó tạo ra bước chuyển mới trong quan hệ song phương giữa hai nước trong bối cảnh ASEAN và Mỹ đang tạo đà mở rộng hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước Việt-Mỹ có lúc thăng trầm, mặn, đắng, chua, cay, đó là điều tất yếu trong cuộc sống. Nhưng quan trọng là quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn quả ngọt và đầy cảm hứng. Về quan hệ Việt-Mỹ thì sau 27 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao đang có đà và cơ sở để phát triển mạnh mẽ. Suốt 27 năm qua có đến 4 đời Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam. Kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, thì nhiều quan chức cấp cao của nước này bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã sang thăm Việt Nam. Việt Nam và Mỹ cũng đã đạt được nhiều dấu ấn về xây dựng lòng tin, mà nổi bật là vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy hai nước có khác biệt về thể chế và điều kiện kinh tế, nhưng cũng đạt được nguyên tắc nền tảng mà nổi bật là trong tuyên bố tầm nhìn chung Việt-Mỹ, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ vào năm 2015, hai nước nhấn mạnh tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Điều này rất đặc biệt và Mỹ những năm qua luôn khẳng định ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, độc lập.
Về mặt hợp tác kinh tế, sau 27 năm bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng từ mức chưa đến 500 triệu lên hơn 110 tỷ đô la, tức tăng hơn 200 lần. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước hàng năm thường tăng ở mức 17-19%. Điều đó cho thấy dư địa còn rất nhiều và có thể khai thác. Trong chuyến công du lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta còn có những cơ hội ở những lĩnh vực kinh tế mới. Lâu nay Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nông lâm thủy sản, linh kiện gia công sang Mỹ, thì nay có những chuyển đổi hiện đại là chuyển đổi sạch, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Nếu tranh thủ được những chuyển đổi này thì sẽ tạo ra đà phát triển hơn, tăng dư địa hợp tác và phát triển kinh tế nhiều hơn giữa hai nước. Chuyến thăm này tạo ra nhiều cơ hội hơn cho quan hệ hai nước thông qua xây dựng lộ trình tăng cường hợp tác lâu dài. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, một share, một comment, cái nút đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.